Trước tình trạng thực phẩm bẩn ngày một gia tăng, thời gian này thì lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố đã tăng cường quản lý, siết chặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Và sau đây sẽ là những vụ việc vi phạm bị các ban ngành chức năng phát hiện, xử lý trong tuần qua. Trong tuần, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã bắt giữ 6 tấn phụ gia nhập lậu Trung Quốc, được sử dụng làm bim bim tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn SASA tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Số nguyên liệu gồm bột tẩy nấm mốc, chất tạo màu, tạo ngọt, chất chống ẩm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với cơ sở này. Vẫn tại Hà Nội trong tuần qua, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy hơn 200 kg chân gà không rõ nguồn gốc, xử phạt 12,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với đại lý Hoàng Minh có địa chỉ tại tổ dân phố Đức Viễn, Bắc Từ Liêm. Cơ sở này mắc nhiều sai phạm, không đăng ký kinh doanh thực phẩm buôn bán không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo. Tuần qua, đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội phát hiện bắt giữ một xe tải chở 250 kg chân giò đã bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra, tài xế Vũ Hồng Bắc ở huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã bàn giao số thịt nói trên cùng phương tiện cho đội cảnh sát môi trường công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong tuần qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy gần 900 sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập lậu. Số hàng này bị thu giữ tại cơ sở kinh doanh số 42B, tập thể Đại học Thương mại, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên cạnh việc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm nhập lậu, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử phạt chủ cơ sở gần 100 triệu đồng. Còn tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ tiêu hủy 1,1 tấn vỉ lợn đang phân hủy, không rõ nguồn gốc trên đường tiêu thụ. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.